Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Đó là mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Và thực tế, sau 4 năm triển khai, kinh tế lâm nghiệp đang tạo ra bước đột phá rõ nét, đóng góp quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế huyện Bảo Yên. Nếu như trước đây, rừng được bà con khai thác tràn lan để bán cho các thương lái nhỏ với giá rẻ, thì hiện nay, việc trồng, phát triển và khai thác rừng được tiến hành theo hướng bền vững và mang lại nguồn lợi lớn cho chủ rừng. Những cơ sở chế biến gỗ tại địa phương ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chỉ sau 4 đến 5 năm trồng, gỗ được khai thác và bán cho cơ sở chế biến lâm sản ván bóc. Cái mục tiêu của nhiệm kỳ này, khi chúng tôi đã xác định cái mũi nhọn, thì chúng tôi tập trung và tuyên truyền đẩy mạnh cho bà con nhân dân là trồng rừng. Thế và trồng rừng theo quy mô, phân tán hộ gia đình. Giao đất đã được giao và giao cho các chủ hộ tự chủ với lại rừng của mình và tự chăm sóc, tự bảo vệ, từ đó thì họ đã có cái trách nhiệm hơn. Thế và khi mà thu nhập cái khi mà rừng đến tuổi khai thác thì khai thác xong thì lại bán được ngay tại địa bàn xã và bán cho các cái cơ sở chế biến tại xã thì lại rất là giá cả rất là ổn định. Và sau khi đã bán cho các cái cơ sở rồi thì lại được tham gia làm việc ở tại cái cơ sở sản xuất đó, thế lại có thêm thu nhập, là lúc nào cũng việc làm ổn định và cũng có cái thu nhập đều. Sau 4 năm thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội, diện tích quế đã tăng lên gấp 2 lần. Đến nay địa phương này có trên 20.000 hecta quế và hơn một nửa trong số đó sắp đến kỳ thu hoạch, hứa hẹn đem đến nguồn thu rất lớn cho người dân. Theo tính toán của người dân, trung bình mỗi hectare quế đem lại nguồn thu từ 500 đến 800 triệu đồng, con số này cao gấp chục lần so với cây trồng truyền thống khác. Đặc biệt là giá quế luôn duy trì ổn định, năm sau cao hơn năm trước, giúp bà con yên tâm phấn khởi. Cây quế nó mang lại hiệu quả kinh tế quá cao luôn, mà hay nó làm càng về sau thì nó càng nhàn. Về sau mình chỉ có chặt, tỉa và bóc và khai thác thôi. Tỉa lá và khai thác, vì lá mình chỉ tỉa cành xuống, mình bó và mình cân, mình bán luôn tại đồi luôn, là cái giá từ 1.500 đến 2.500 một cân, là hầu như là mình bán tại đồi luôn, chứ không phải là mình phải vận chuyển đến tận nhà máy hoặc là đi đến đâu bán được. Kể cả vỏ cũng thế, vỏ thì mình bây giờ là hầu như ở khu vực này là không có ai là bán tươi luôn, người ta vẫn cứ phơi khô bán, chỉ cần gọi điện thôi là bán được luôn rồi. Theo ước tính, trung bình mỗi năm huyện Bảo Yên trồng mới 2.200 ha đến 2.800 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt gần 60%, cao nhất so với các địa phương trong tỉnh. Song song với việc đẩy mạnh trồng rừng, huyện Bảo Yên cũng thành công trong việc kêu gọi sự vào cuộc của các doanh nghiệp để hình thành những mô hình liên kết sản xuất và chế biến sâu lâm sản. Chúng tôi cũng từ đó thì cũng vận động nhân dân phát triển kinh tế, là cái nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, và chúng tôi duy trì ở cái mức rất là cao, sấp xỉ 60%. Nhưng mà đối với Bảo Yên thì lại là rừng kinh tế, do vậy là cái mức độ che phủ thì nó phụ thuộc vào chu kỳ khai thác. Do vậy chúng tôi vẫn duy trì ở cái mức này và nâng cao cái giá trị thu nhập trên 1 hecta cây lâm nghiệp. Trước đây thì khoảng được vài triệu trên một chu kỳ một năm, thì đến bây giờ có những cái loại rừng như rừng quế thì cũng đã thu nhập được hơn 100 triệu một năm trên cả một chu kỳ bình quân. Do vậy là đối với quế và các cái sản phẩm lâm nghiệp thì hiện nay ngoài cái việc mà trồng, chăm sóc thì chúng tôi cũng đã và đang tập trung chế biến sâu các sản phẩm này. Từ đó là nâng cao cái giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác cho bà con. Và từ đó nhân dân rất là quý rừng. Bên cạnh chú trọng đến chế biến sâu, huyện Bảo Yên cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đối với người dân, giờ đây họ nhận thấy hiệu quả từ phát triển kinh tế rừng đem lại, nên rất chủ động trong việc trồng và phát triển rừng một cách bền vững mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước.